kênh Beautiful Life xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, mình xin được giới thiệu với các bạn phần 1, top 20 địa điểm kỳ lạ nhất trên thế giới, có thể bạn chưa biết. Thế giới chúng ta đang sống là một nơi rất thú vị. Mỗi cảnh quan trên trái đất này có những nét độc đáo riêng. Một số nơi không chỉ độc đáo, mà còn có vẻ đẹp kỳ lạ đối với tâm trí con người. Trái đất bao la có rất nhiều vùng đất bí ẩn mà con người chưa biết đến và chưa đặt chân tới. Bạn nghĩ sao về việc một ngày bạn bước đi trên những sa mạc cát bảy màu hay trong pháo đài của Superman như trong phim? Có thể bạn nghĩ những địa điểm đó thậm chí còn chẳng tồn tại trên trái đất. Hãy cùng khám phá những địa điểm kỳ lạ nhất thế giới qua bài viết dưới đây nhé. Một là hồ Oseo, hồ giọt nước. Thế giới diệu kỳ luôn biết cách làm chúng ta thấy bất ngờ và nhiều điều khó lý giải, tiêu biểu như những hồ nước độc đáo và kỳ lạ, vẫn sẽ là đề tài làm đau đầu các nhà khoa học và kích thích đam mê phiêu lưu khám phá của những tín đồ xê dịch. Đất nước Canada với những chiếc lá phong vàng có rất nhiều những địa điểm du lịch nổi tiếng như hồ Louise hay dòng sông băng của dãy núi Jungfra. Trong đó, có một điểm đến vô cùng kỳ lạ và thú vị, đó chính là hồ Oseo, với hình dạng của một giọt nước khổng lồ. Đây là một trong những hồ nước độc đáo và kỳ lạ nhất thế giới. Khi xem những tấm ảnh hồ Oseo, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đây là cảnh tượng ở một hành tinh khác, bởi sự lạ mắt và độc đáo của nó. Nếu có dịp đến Canada, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm một trong những hồ nước nổi tiếng nhất thế giới, hồ Oseo, ở gần British Columbia. Ngoài cái tên Oseo ra, hồ này còn được các du khách ví von là hồ đốm hay hồ giọt nước. Nó được tạo thành từ rất nhiều vũng nhỏ, đó là lý giải vì sao nó có những cái tên thú vị và kỳ lạ như vậy. Mỗi năm có hàng triệu lượt du khách đổ về đây để chiêm ngưỡng thắng cảnh tuyệt đẹp này. Những người dân địa phương cho biết nước hồ còn có thể dùng để chữa bệnh vì nó chứa rất nhiều khoáng chất. Hai là đất bảy màu. Bạn nghĩ rằng những dải đất nhiều màu sắc khác nhau chỉ tồn tại trong những bức vẽ nghệ thuật, vậy bạn hãy một lần đến thăm dải đất mang tên Seven Colors Out. Nâu, đỏ, tím, xanh lá cây, xanh dương, tím, vàng là những sắc màu của dải đất này. Dải đất Seven Colors Out có diện tích khoảng 7.500 m², gồm những dải đất với màu sắc khác nhau, nằm gần ngôi làng Chamaren, quốc đảo Mauritius. Với vẻ đẹp kỳ lạ này, nơi đây đã trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, màu sắc của những dải đất ở Seven Colors Out được hình thành từ sự phân hủy của đá núi lửa. Theo thời gian, chúng bị xói mòn thành từng rãnh, sau đó bị thủy phân và chuyển thành đất pyrolit. Tuy nhiên, có một điều khó hiểu mà các nhà địa chất cũng không lý giải được. Đó là dù mưa gió thế nào thì nơi đây cũng không bị mất màu. Điều đặc biệt hơn nữa là cho dù bạn cố ý xáo trộn cát ở đây, chúng cũng sẽ tự sắp xếp lại thứ tự màu sắc của chúng. Khi ánh nắng mặt trời soi rọi, bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp siêu thực đậm chất huyền ảo của thiên nhiên. Vẻ đẹp khác lạ của dãy đất bảy màu như một khúc nhạc giao hòa đầy âm sắc lưu luyến khó phai trong lòng những ai đã một lần được chiêm ngưỡng. Theo một số nghiên cứu khoa học thì dãy đất diệu kỳ này được hình thành từ magma của núi lửa. Tuy nhiên vẫn chưa có lời giải thích về sự trường tồn cùng thời gian về sắc màu của đất. Trải qua bao nhiêu thế kỷ, vẻ đẹp lung linh sắc màu của nơi đây vẫn được gìn giữ vào ngày càng biến thiên kỳ ảo hơn. Người dân địa phương rất tôn thờ mảnh đất xinh đẹp này, họ còn từng cho rằng nơi đây vốn là chốn thần tiên trong truyền thuyết. Khi phát hiện ra vùng đất thần tiên này, người dân đã rất vui mừng và lấy làm tự hào.
từ năm 1960, Mauritu đã biến nơi này thành một điểm tham quan hấp dẫn du khách. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đổ về chỉ với mục đích được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp khó tin này. Ba là động pha lê. Đất nước Mexico tự hào với những cảnh quan xinh đẹp nổi tiếng như sông đào Canyon, hẻm núi Copper, hang động dưới biển Baja California. Không chỉ vậy, Mexico còn được biết đến với Nazca, hang động pha lê lớn nhất thế giới, nằm cạnh khu mỏ phức hợp thuộc thành phố Chihuahua. Mỏ Nazca tình cờ được phát hiện vào năm 2000 bởi một cặp thợ mỏ Eloy và Javier Delgado. Các hang động khác cũng được tìm thấy ở khu vực xung quanh như Isle Pelis, Cave Oxford, Windsor Eye và Cander. Trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm đặc thù, khoáng chất dưới lòng đất tại đây chuyển sang dạng tinh thể pha lê lấp lánh. Sự việc này được coi là phát hiện lớn lúc bấy giờ ở Chihuahua, Mexico. Nazca trở thành hang động chứa số lượng tinh thể tự nhiên lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới. Ở độ sâu 300m dưới mặt đất, hang Nazca là kỳ quan thiên nhiên đáng kinh ngạc, có giá trị đặc biệt với khoa học. Mực nước bên trong hang cao giúp bảo vệ tinh thể khỏi sự hủy hoại từ không khí. Hang động khổng lồ này không chỉ ấn tượng bởi những cột CASO4 khổng lồ, mà nó còn rất nguy hiểm với những ai muốn đến ngắm nhìn hay nghiên cứu, bởi nhiệt độ thường xuyên lên đến trên 50 độ C, cùng độ ẩm từ 90 đến 100%. Những điều kiện này của hang khiến cho quá trình nghiên cứu đối với các nhà khoa học gặp rất nhiều khó khăn. 4 là những cột sóng băng ở Nam Cực. Suốt những tháng mùa hè, nhiệt độ giảm ở Nam Cực, nhiều khối băng tan chảy, và trong quá trình đó, một số bong bong khí bị mắc kẹt và băng tuyết bị nén đã dồn lên trên và thoát ra, hình thành nên lớp băng trắng như bọc sóng ở mặt ngoài. Còn lý do bên trong các tảng băng này có màu xanh là bởi khi ánh sáng truyền qua lớp băng dày, chỉ có ánh sáng màu đỏ là được hấp thụ. Còn ánh sáng xanh thì không, nên chúng phản chiếu lại mắt người, nhìn thành sắc xanh như nước biển. Những bức ảnh tuyệt đẹp chụp lại những con sóng cao đến hơn 15 mét bị đóng băng ở Nam Cực làm cho bất cứ ai cũng phải đặt ra câu hỏi rằng, phải chăng sóng thần đã bị không khí lạnh giá ở đây làm đóng băng? Tuy nhiên, theo một số cuộc thảo luận lẫn tranh cãi của cộng đồng thế giới, hiện tượng trên là do phản ứng của băng xanh ở vùng này. Những cột sóng màu xanh đông đá này được cho là hình thành do băng tuyết bị nén và các bong bóng khí bị mắc kẹt đã dồn lên trên thoát ra theo sự tan chảy vào mùa hè, hình thành nên lớp băng trắng như bọc sóng ở mặt ngoài. 5 là những lâu đài trong các bộ phim hoạt hình Disney. Những bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người. Với những fan hâm mộ cuồng nhiệt của hãng phim hoạt hình này, bên cạnh những câu chuyện đầy màu sắc cổ tích, những nàng công chúa xinh đẹp, hoàng tử tài ba, những nhân vật đáng yêu, tốt bụng, thì những công trình kiến trúc nổi tiếng và vô cùng bí ẩn trong phim chắc hẳn đã để lại nhiều ấn tượng khó phai nhòa. Và một bí mật vô cùng kinh ngạc được tiết lộ ngay sau đây chính là các công trình này đều lấy cảm hứng 100% từ phiên bản ngoài đời thực. Bạn có thấy lâu đài trong bức hình giống những lâu đài trong các bộ phim Disney? Thực tế, nó chính là nguồn cảm hứng để các họa sĩ của Disney vẽ nên những lâu đài trong phim. Lâu đài này có tên Neuschwan Castle, nằm trong địa phận làng Swangugu, gần Fussen miền nam nước Đức. Lâu đài này được xây dựng bởi vua Louis II vào năm 1886. Lâu đài này là lâu đài nổi tiếng nhất trong số các lâu đài mà vua Louis II đã xây dựng và cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Đức.
Lâu đài này còn được các doanh nghiệp lữ hành gọi là lâu đài trong truyện cổ tích. Nó chính là hình mẫu để các nhà thiết kế xây dựng lâu đài nàng công chúa ngủ trong công viên Walt Disney.